Ai bia ngang tầm vũ trụ, chú rể nằm trong quan tài để tiến vào lễ đường vì muốn khẳng định với cô dâu, anh yêu em đến chết đi sống lại. Phải công nhận trên đời này có những con người mặn mòi hơn cả biển cả. Nghĩ ra những sáng kiến vượt luôn ra khỏi tầm vũ trụ. Một chú rể chắc có lẽ thấy cách tiến vào lễ đường bằng hai chân một cách đẹp trai, nó nhàm chán quá nên đã nghĩ ra ý tưởng độc lạ và ngay lập tức thu hút 10 triệu view trên TikTok. Vào ngày cưới của chính mình, anh này đã nhờ những người bạn thân khiêng hẳn một chiếc quan tài tới. Và điều đáng chú ý là người nằm bên trong lại không ai khác, chính là chú rể. Dàn phù dâu phù rể ngoài việc tập gym cho cơ bắp để khiêng hòm một cách vững chắc thì còn phải diễn một nét buồn bã không thể giả chân hơn. Khi quan tài được đặt ngay ngắn trên sân khấu, chú rể đã bước ra trong sự ngỡ ngàng hoang mang đến bật ngửa của chư vị quan khách. Ôi giời ơi! Chắc có lẽ dụng ý nghệ thuật của màn xuất hiện này là lời nhắn nhủ anh yêu em đến chết đi sống lại, hay ngôn tình hơn là có em anh như được hồi sinh, hoặc anh sẽ bên em trọn đời trọn kiếp. Không biết là cô dâu có xúc động đậy tí nào không chưa, chúng tôi thì chịu thua, chơi bậy ai chơi lại anh nữa. Cả nhà nghĩ sao về câu chuyện đặc biệt này? Cùng comment chia sẻ với 8TV cũng như tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách like, share và subscribe để cập nhật thật nhiều tin tức thú vị nữa nha.